Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây một câu chuyện khiến người chứng kiến không khỏi thương cảm về một người đàn ông quấn thi thể con trai vào chiếc khăn, sự tính cho bé vào thùng xốp rồi đi xe khách về quê. Bởi tất cả 16 triệu đồng vay mượn được, anh đã phải trả cho xe cấp cứu từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc đau lòng trên vừa xảy ra với gia đình anh TMG, 36 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau. Qua trao đổi, anh G cho biết vợ mình sinh con khi thai mới 23 tuần tuổi tại một bệnh viện ở Cà Mau. Bé rất yếu vì sinh non. Khi bác sĩ thông báo tình hình, anh muốn đưa bé lên thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu, hy vọng có một cơ hội sống mong manh. Bác sĩ đã cho anh G số điện thoại liên hệ xe cấp cứu. Một người phụ nữ tên H nhận điện thoại, báo giá 16 triệu đồng cho chuyến xe đưa bé từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh. Anh G phải chuyển khoản trước 50% mới xuất xe khi xe đến bệnh viện, anh phải đưa thêm 50% còn lại. Gia đình khó khăn, anh làm công nhân nên buộc phải vay mượn thêm họ hàng để đủ tiền thuê xe. Tối ngày mùng 5 tháng 8, cha con anh G được xe cấp cứu trở đến bệnh viện Nhi Đồng 1 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhập khoa cấp cứu, đến ngày mùng 6 tháng 8, bé được chuyển sang khoa hồi sức sơ sinh. Do tình trạng quá nặng, ngày mùng 8 tháng 8 bé qua đời. Quấn con trai trong tấm chăn, anh bế bé, bé xuống nhà đại thể của bệnh viện Nhi Đồng 1 để làm thủ tục cạn tiền mua quan tài. Anh dự định cho con vào thùng xốp rồi ôm con lên xe khách để về Cà Mau. Anh chia sẻ, anh đã đến phòng công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhờ giúp đỡ. Bệnh viện hỗ trợ một chiếc quan tài và xe đưa hai cha con về quê. Đến tối ngày 8 tháng 8, tôi về đến nhà, lo hậu sự cho con. Anh nghẹn ngào, nếu bệnh viện không nói, tôi cũng không biết mình đã phải thuê xe quá đắt so với bình thường. Con mất mà không còn nổi đồng nào mua quách đưa về. Phòng công tác xã hội bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận sự việc đáng buồn đã xảy ra với anh G. Theo hợp đồng của nhà xe do gia đình bệnh nhi cung cấp, hành trình thỏa thuận từ Cà Mau lên bệnh viện Nhi đồng thành phố huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, xe đưa cha con anh G đến bệnh viện Nhi đồng 1 quận 10 nên đòi thêm người nhà 1 triệu đồng, lúc đó anh G đã cạn tiền. Phòng công tác xã hội đã liên hệ xe cấp cứu, mua quan tài và đưa cha con anh G về quê hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, Việc camera giấu kín được đặt lén trong các nhà nghỉ khách sạn là một vấn đề gây nhức nhối và bức xúc trong dư luận. Không chỉ những người bình thường mà ngay cả những người nổi tiếng cũng gặp phải. Mới đây ca sĩ Phạm Lịch đã chia sẻ câu chuyện lưu trú tại khách sạn khi đi diễn nhưng phát hiện camera quay lén khiến ai nấy đều bàng hoàng. Cụ thể, trước giờ ra sân khấu chạy chương trình, ca sĩ Phạm Lịch đứng tim khi biết tin phòng bên cạnh phát hiện camera giấu kín trong nhà tắm dù đi diễn cùng chồng nhưng thông tin này khiến cả hai hoang mang vì không biết liệu phòng của mình có thiết bị nhạy cảm này không được biết ngay sau đó khách lưu trú đã lập tức báo công an đến giải quyết vụ việc gây ra không ít lùm xùm vì ai nấy đều lo lắng sợ hãi hình ảnh riêng tư bị quấy rối phạm lịch cho biết cô đã nghe việc camera giấu kín trong khách sạn từ lâu nhưng nay mới trải qua cảm giác này nữ ca sĩ cảm thấy vừa sợ vừa trách bản thân sao quá chủ quan Việc các khách sạn nhà nghỉ có gắn camera ẩn trong phòng vốn không còn quá xa lạ. Từ chuyện của Phạm Lịch, giới ca sĩ kháo nhau nhiều việc có liên quan. Trong đó, họ cũng chia sẻ việc làm thế nào để phát hiện camera giấu kín khi lưu trú tại phòng khách sạn trong những chuyến lưu diễn. Có khá nhiều cách để tìm ra camera ẩn trong phòng, như quan sát kỹ lưỡng xung quanh, nhất là ở những ngóc ngách khe hẹp trong phòng. Dùng app phát hiện camera hoặc gọi điện thoại rồi đi quanh phòng xem khu vực nào bị nhiễm sóng, Tại đó rất có thể có camera ẩn. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan công an quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng đã bắt quả tang cơ sở thẩm mỹ Kang Jin để bà Tê là nhân viên dọn dẹp, phẫu thuật làm đẹp cho khách. Hiện cơ quan công an quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý thẩm mỹ viện hoạt động chui trên địa bàn. Thông tin ban đầu lúc 11 giờ ngày 12 tháng 8, đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an quận Thanh Khê Đà Nẵng Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại cơ sở thẩm mỹ Kangjin, Viện thẩm mỹ 175 Sài Gòn, địa chỉ tại 368 Hùng Vương, quận Thanh Khê thì phát hiện hàng loạt các lỗi vi phạm. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở thẩm mỹ Kangjin không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của cơ sở như giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ do Sở Y tế cấp hợp đồng thu gom rác thải nguy hại và sổ giao nhận rác thải nguy hại đối với công ty thu gom, chứng chỉ hành nghề của nhân viên làm việc tại cơ sở. Ngoài ra lực lượng chức năng cũng ghi nhận cơ sở không trang bị thùng rác chuyên dụng, có nắp đậy tại khu vực cung cấp dịch vụ, không trang bị bố trí thùng rác chuyên dụng cỡ lớn để thu gom, lưu trữ rác thải nguy hại và vứt rác thải y tế cùng rác thải sinh hoạt trên vỉa hè trước cơ sở kinh doanh. Cơ sở thẩm mỹ này cũng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 206 sản phẩm là vật tư y tế, dung dịch chất làm đầy, sụn mũi, dụng cụ cắt bao quy đầu. Đáng chú ý tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện nhân viên cơ sở này là TTT đang thực hiện cung cấp dịch vụ phẫu thuật can thiệp làm căng da mặt cho khách hàng. Qua làm việc, bà T không xuất trình được bất cứ chứng chỉ hành nghề và cho biết bà chỉ là nhân viên lao công dọn dẹp tại cơ sở. Vụ việc được đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an quận Thanh Khê lập biên bản và tiếp tục điều tra, xử lý. Thưa quý vị, vào chiều 13 tháng 8, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tài xế Đinh Tiến Bình, sinh năm 1987, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhân Hòa, huyện chư Pư để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, tài xế Bình đã bị tạm giữ vì có hành vi vượt xe trái quy định dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử nạn. Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng tài xế Bình vẫn tiếp tục bị tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. Vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ 40 phút ngày 12 tháng 8. Thời điểm trên, xe Ben 81H02760 chở sỏi do Đinh Tiến Bình điều khiển vượt ô tô con biển số 81A00470 do ông Nguyễn Tú Sinh lái, chở 3 thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Quá trình vượt, tài xế Bình thấy có xe tải 47C 26306 ngược chiều nên đánh lái vào bên phải, đâm vào mạng trái xe ô tô con. Sau khi va chạm, xe con kẹp giữa xe Ben và xe tải 47C 26306. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe do tài xế Bình lái ghi nhận tốc độ trước khi đâm ô tô con là 55 km/h. Ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử nạn bao gồm trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, sinh năm 1975 chú thành phố Pleiku, tiền đạo Paulo Oliveira sinh năm 1996 quốc tịch Bồ Đào Nha và bác sĩ Đào Trọng Trí sinh năm 1992 chú huyện Chư Sê. Tài xế Nguyễn Tú Sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả xác minh từ cơ quan công an, cả ba xe còn hàng đăng kiểm, cả ba tài xế đều có bằng lái, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Sau vụ tai nạn khiến ba thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong ở Gia Lai. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chuyển lời thăm hỏi chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong và đồng viên thăm hỏi những người bị thương. Mới đây, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã thông tin về lễ viếng ba thành viên của đội bóng qua đời do tai nạn giao thông ngày 12 tháng 8. Theo đó, lễ viếng trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh diễn ra ngày 13 tháng 8, được đưa đi hỏa táng tại Đắk Lắk vào ngày 16. Linh cửu bác sĩ Đào Trọng Trí, sinh năm 1992, được quàng tại Gia Lai, lễ viếng vào ngày 23 di qua ngày 14 tháng 8. Linh cữu của tiền đạo Paulo Madeira Oliveira được đặt tại nhà tang lễ bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, số 238 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, chờ hoàn thành thủ tục để đưa về Bồ Đào Nha an táng. Nếu không có vụ tai nạn này, vài tháng sau, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ làm đám cưới với bạn gái Tammy. Ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cho biết, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, VFF và VBF sẽ chung tay với câu lạc bộ để sớm hoàn tất mọi thủ tục, sớm đưa Paulo về quê nhà. Tại nhà xác bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, thành phố Pleiku, một bàn thờ có bát nhang và hoa được nhân viên bệnh viện sắp ra cùng di ảnh của tiền đạo 27 tuổi. Phía bên ngoài, chị Tammy, người yêu của cầu thủ Paulo, ngồi sụp dưới gốc cây khóc nghẹn. Tammy kể, khi Paulo còn thi đấu cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cô vẫn chưa thể sang Việt Nam sống cùng anh. Phải đến đầu năm vừa qua, Paulo mới đưa cô sang Việt Nam để cả hai có nhiều thời gian bên nhau hơn. Lẽ ra sau khi về từ Nghệ An, Paulo dự định sẽ đưa cô về Bồ Đào Nha làm lễ cưới. Vậy mà chỉ còn vài tháng nữa thì Paulo lại ra đi. Tại nhà trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, những vòng hoa được gửi về từ khắp nơi chia buồn với một người đàn ông tận tụy hết mình vì công việc. Ông Dương Minh Hải, anh trai của huấn luyện viên Dương Minh Ninh cho biết, đến giờ gia đình vẫn chưa hết sốc theo ông Hải, huấn luyện viên Ninh có hai con trai, cháu lớn học năm 2 đại học và cháu nhỏ vừa vào lớp 10. Vì đang là dịp hè lại sắp kết thúc mùa giải nên huấn luyện viên Ninh dự định sau khi xong trận đấu ở Nghệ An sẽ về nhà đưa vợ và hai con đi du lịch Đà Nẵng để cả nhà có thêm thời gian bên nhau sau một mùa giải cống hiến cho câu lạc bộ. Ông Hải kể, cả nhà Ninh hẹn thêm một nhóm bạn, lẽ ra hôm qua về là sáng nay sẽ đi Đà Nẵng nên nó lên kế hoạch trước cả tuần rồi, vậy mà. Thưa quý vị, nhóm phụ xe thừa nhận đã nhiều lần chặn xe đe dọa tấn công tài xế của nhà xe Thiên Hoàng Hải, tỉnh Thái Bình. Hành động của nhóm người này gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm đến người tham gia giao thông. Sáng ngày 14 tháng 8, lãnh đạo công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long đã khởi tố 3 đối tượng gồm Trần Văn Khe, sinh năm 1972, trú tại tổ 66, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả. Đào Việt Long, sinh năm 1990, trú tại tổ 3, khu 5B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả. Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1999, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, về tội gây dối trật tự công cộng. Lực lượng công an xác định ba bị can này đã tham gia vào vụ chặn xe khách, ném chất bẩn và hành hung tài xế. Trước đó, ngày 3 tháng 8, anh BHT, sinh năm 1991, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là tài xế của hãng xe Thiên Hoàng Hải, Thái Bình, đã có đơn kêu cứu về bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường. Theo đơn kêu cứu, công ty Thiên Hoàng Hải đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động tuyến Thái Bình – Quảng Ninh, nhưng thời gian gần đây liên tục bị chèn ép, tài xế bị nhóm người chặn đường hành hung và ném mắm tôm không cho đón trả khách. Tình trạng này diễn ra trong một thời gian liên tục trên cung đường từ Quảng Ninh về huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và an toàn giao thông. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Hạ Long đã khẩn trương phối hợp tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc và triệu tập số người liên quan đến việc hành hung tài xế để điều tra. Cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ Long đã triệu tập 4 đối tượng liên quan gồm Trần Văn Khe, Đào Việt Long, Nguyễn Anh Ngọc, và TTG, sinh năm 2007, trú tại tổ 66, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận bản thân là nhóm phụ xe biển kiểm soát 14B00291 đã chặn xe tấn công lái xe biển kiểm soát 17B02123 của nhà xe Thiên Hoàng Hải tại chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Nhóm đối tượng này cũng thừa nhận đã nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải, Thái Bình và đe dọa đánh lái xe. Thưa quý vị, tiếp tục quá trình điều tra mở rộng vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm bị can, bắt tạm giam Bí thư huyện ủy, huyện Như Thanh, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã. Chiều ngày 13 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Xuân Hướng, sinh năm 1970, bí thư huyện ủy huyện Như Thanh, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã. Đồng thời, bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Sơn, sinh năm 1958, ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Được biết, thời gian giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sông Mã, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Sơn và ông Đinh Xuân Hướng đã đồng ý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các tổ chức cá nhân khi chưa đủ điều kiện, gây thất thoát gần 56 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Liên quan tới dự án trên, trước đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bá Hùng, nguyên bí thư huyện ủy Như Xuân, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính, ông Văn Xuân Hùng, nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá Sở Tài chính Thanh Hóa, bà Đinh Cẩm Vân, nguyên giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản về việc chỉ đạo thanh tra các dự án đầu tư sử dụng đất giai đoạn 2010-2021. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra tổng thể toàn diện về quy hoạch đất đai, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng đối với 12 dự án sử dụng đất. Trong tổng số 12 dự án nói trên, có dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower được phê duyệt năm 2011 với diện tích 0,3 ha do công ty Sông Mã làm chủ đầu tư. Sai phạm tại dự án này đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ. Dù đến năm 2013 mới giao đất, nhưng vẫn tính giá đất của năm 2009 là 21 triệu đồng một mét vuông, trong khi thực tế tại thời điểm năm 2013, giá đất được đơn vị ngay cạnh giao dịch với ngân hàng là gần 60 triệu đồng một mét vuông. Theo tính toán của cơ quan chức năng, việc tạo điều kiện áp giá cũ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 5, 6 tỷ đồng. Hạc Thành Tower trở thành dự án tai tiếng suốt nhiều năm qua vì đất vàng giá bèo. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra. Thưa quý vị, Thẩm phán Võ Đình Sớm vừa bị bắt liên quan đến việc giải quyết vụ án tranh chấp đất đai rất giá trị ở khu vực đường Lê Văn Sĩ, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai, với diện tích hơn 3.585m2. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định phân công một thẩm phán khác làm chủ tọa phiên tòa, thay cho thẩm phán Võ Đình Sớm vừa bị bắt vì nhận hối lộ. Theo tìm hiểu, nguyên đơn trong vụ kiện là ông P.A.T, chú thành phố Pleiku, người đã đưa 500 triệu đồng còn bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Diện tích đất tranh chấp mà Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ bị khởi kiện ra tòa hơn 3.585m2, có khoảng 70m mặt đường Lê Văn Sĩ, địa phận phường Yên Thế, thành phố Pleiku. Đây là đất trồng thông ba lá thuộc đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao quản lý, trồng thông từ năm 1996. Ngày 4 tháng 8, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thi hành lệnh bắt đối với ông Võ Đình Sớm. Qua khám xét nơi làm việc tại Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, cơ quan điều tra đã thu giữ 500 triệu đồng. Đây là số tiền mà ông Sớm, người được phân công thụ lý, xét xử vụ án trên, đòi ông T phải đưa để giải quyết cho ông T thắng kiện. Thưa quý vị, phóng nhanh từ đường không ưu tiên khi tới ngã tư, Chiếc xe tải hổ vồ đã tông thẳng vào một chiếc ô tô 4 chỗ, khiến chiếc xe bị vào nát. Ba người trong ô tô con thoát chết kỳ diệu. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 13 tháng 8 trên tuyến đường Liên huyện thuộc địa phận xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm trên, ô tô con có 3 người trên xe, chưa xác định được danh tính, khi đi đến nút giao ngã tư, bất ngờ bị một chiếc xe hiệu Huawei, thường gọi là xe hổ vồ, lao từ đường không ưu tiên tới tông trực diện. Vụ va chạm khiến ô tô bị văng một đoạn xa, nát bét phần đầu hông xe và đuôi xe khiến những người trong xe bị mắc kẹt. Chứng kiến vụ tai nạn, nhiều người dân địa phương đã mang các vật dụng ra phá cửa xe, đập kính để đưa ba người trong ô tô con ra ngoài đi cấp cứu. Nhận được tin báo, công an huyện Thọ Xuân nhanh chóng cử người tới hiện trường, hỗ trợ cùng người dân đưa người đi cấp cứu, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Thưa quý vị, những năm gần đây, câu chuyện về việc xẻ thịt đất rừng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội là vấn đề nhức nhối. Mặc dù chính quyền đã vào cuộc nhưng tình trạng xâm phạm đất rừng vẫn diễn ra phổ biến. Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Hà Nội cho biết, có hiện tượng khi huyện sóc sơn cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm, thì xảy ra cháy rừng sóc sơn nên đang đề nghị cơ quan công an lập chuyên án. Chia sẻ về công tác quản lý rừng phòng hộ ở huyện sóc sơn, ông Lê Minh Tuyên, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Hà Nội cho biết, lực lượng kiểm lâm địa bàn rất vất vả trong việc ngăn chặn người dân xây dựng công trình kiên cố trên đất lâm nghiệp. Quá trình thi hành công vụ, có trường hợp người dân xây dựng trái phép không thèm tiếp vì cho rằng việc xử lý công trình vi phạm không thuộc chức năng nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm. Đáng chú ý, liên quan đến tình trạng cháy rừng sóc sơn trong thời gian vừa qua, ông Tuyên cho biết đang đề nghị lực lượng công an lập chuyên án vì ông nhận định có hiện tượng bất thường. Qua các năm theo dõi, không thể có chuyện một buổi tối cháy 3 điểm, chữa chỗ này thì cháy chỗ khác. Khi hỏi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn thì được biết ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn thực hiện cưỡng chế công trình. Vị chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Hà Nội khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trên phần đất rừng được chính quyền sở tại giao. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, từ năm 2019 đến nay, hai bên hồ Đồng Đò có thêm nhiều công trình vi phạm. Riêng ở xã Minh Trí có gần 30 trường hợp, chưa tính hàng trăm ngôi lều nhỏ nằm trong rừng bị phá dở.